Xin chào tất cả mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với channel của Vũ. Video ngày hôm nay thì Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người làm thế nào sẽ có một hệ thống dàn xem phim tại gia. Nó sẽ bao gồm những thiết bị gì. Và thứ hai là Vũ sẽ chia sẻ đôi điều về định dạng âm thanh Atmos là gì. Đó là một định dạng hiện tại là cao nhất ở thời điểm hiện nay cho một dàn xem phim tại gia. Thì trước tiên thì Vũ sẽ chia sẻ với mọi người về cái chủ đề là trong một hệ thống xem phim thì nó sẽ bao gồm những gì để gọi là âm thanh vòm, âm thanh 5.1 và âm thanh 7.1. Thì cái vấn đề mà chấm thì Vũ xin chia sẻ mọi người thì cái đầu tiên á thì 5.1 nhiều khi có lại về 3 chấm đâu đúng không mọi người? Thì nó sẽ có 5.1 rồi 5.1.2 rồi 5.1.4 rồi 7.1 rồi 7.1.4 gì đó. Thì cái phần 5, cái số ký tự đầu tiên là số 5. Thì số 5 là nó sẽ đại diện cho là 5 lo vệ tinh à, mọi người ha. 5 lo vệ tinh, 5 lo vệ tinh là tức là những hệ thống loa ngang tai của chúng ta, tức là ở hàng ngang ha các bạn. Đó là 5 lo vệ tinh. Và chấm 1 là đại diện cho chữ subwoofer. Tức là ví dụ như các bạn là chấm 2 thì sẽ có 2 sub, mà chấm 1 sẽ có 1 sub à. Và còn định dạng còn hệ thống loa mà 5.1.2 hoặc là 5.1.4 4214, cái số cuối cùng là sao? Thì cái số cuối cùng là nó đại diện cho thể hiện cái sự là cái chuẩn loa Atmos. Thì loa Atmos là những cái loa như trên trần nè. Thì Atmos nó có hai kiểu Atmos cho mọi người sử dụng ở tại gia. Thì Atmos trên trần và Atmos để trên loa phong, để chung là để phản xạ âm. Đó, thì nó sẽ tùy vào cái điều kiện cũng như là cái không gian của mọi người. Thì thôi đầu tiên thì mời mọi người cùng Vũ đi xem từng cái loa. Trước Vũ sẽ phân tích, thì bây giờ Vũ sẽ chia sẻ là loa 5.1 sẽ gồm một cái gì. Thì để có một hệ thống loa xem phim 5.1 á thì mọi người sẽ có là đây là Vũ gọi đây là loa phong, là hai loa bên, hai loa chính, đây hai loa led right ở trái phải. Thì đây là có thể là các bạn sử dụng loa cột hoặc chúng ta có thể sử dụng loa bút xeo thì tùy. Đó, đây là bắt buộc phải có. Thứ hai đó chính là loa center. Thì lo center này nhiệm vụ của nó là sẽ là thoại của nhân vật hay là những cái thoại, những cái tiết tấu ở trung tâm đó, trước ống kính của mình đó. Và kế đến nữa chính là lo surround. Surround thì Vũ chia sẻ mọi người đây lo surround. Lo surround thì nó sẽ ở hai bên cân xứng với tai của chúng ta. Và lo surround có hai dạng surround, một là surround sử dụng lo bút xeo, mà hai các bạn có thể sử dụng surround mà được mọi người chọn nhiều nhất chính là surround hướng tam diện. Thì tam diện tức là nó hình tam giác thôi mọi người đó, và nó có hai hướng loa. Thì cái việc mà surround Vũ sẽ chia sẻ luôn kỹ hơn, thì cái việc mà khi mà loa surround mà nó sử dụng cái phương án tam diện thế này đó, thì nó sẽ giúp cho âm thanh nó sẽ góc phụ nó sẽ rộng hơn và cái âm hình nó sẽ đều hơn. Ví dụ như loa, ví dụ chiếc xe mà các bạn chạy đi, thì cái chiếc xe nó chạy từ phía trước chạy tới thì cái loa này sẽ lớn trước đúng không các bạn? Thì và sau đó nó sẽ nhỏ dần và nó chạy ra phía sau, thì đương nhiên cái loa này từ cái này sẽ giảm nhỏ dần và nó sẽ từ đây từ nhỏ dần và nó phải lớn lên. Thì nó giúp cho cái sóng âm, cái âm thanh nó sẽ tái tạo cho mình cái không gian nó sẽ thật hơn là xe chạy từ hướng này nó sẽ chạy ra phía sau. Và đó là surround, đó là 4 loa các bạn ha, 5 loa ha. Và nếu mà mọi người sử dụng 7.1 thì nó sẽ có hai cái surround back. Mũ đang để trên cao. Thì surround back có hai dạng là có thể các bạn cứ loại mà chỉ treo tường và nó sẽ có một cái góc ngã xuống, thì chút nữa Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người sau. Còn đây là Vũ đang sử dụng tạm là sử dụng loa bút xeo, vì cái vị trí ghế ngồi của Vũ ở giữa khá là xa nên góc phủ âm của loa vẫn đạt tới, nên Vũ chọn loa bút xeo để cho dễ thấy hơn. Chứ nếu Vũ để loa kia thì nó sẽ áp sát tường thì bị cái kệ nó che đó mọi người. Rồi ở đây thì mọi người đây, ở đây cũng có những dòng loa bút xeo Vũ chia sẻ sơ về mọi người đây. Những dòng loa bút xeo chúng ta có thể nè, loa center, nó lên sơ là loa nằm ngang thế này thì chuyên về là thoại. Rồi vấn đề tới một sub. Sub thì Vũ sẽ chọn đây một chiếc sub đây. Ví dụ như Vũ sử dụng hệ thống loa 5.1 thì một sub thì Vũ sẽ chọn đây một sub. Còn nếu trường hợp Vũ sử dụng loa 5.2 thì nó sẽ có một hai sub, thì mỗi bên bên trái mỗi phải sẽ có một sub. Còn nếu mà 5.1 thì bên trái mỗi phải chỉ có một cái sub duy nhất thôi. Đó, thì một hệ thống loa 5.1 và bố trí nó là như vậy. Và để mà mọi người xài được cái loa này thì mọi người cần phải có một con amply receiver.
để giải mã định những định dạng âm thanh và nó tích hợp luôn cả công suất thì nó mới ra hiệu ứng. Phủ thấy rất là nhiều vấn đề mà khách hàng bị vướng phải là như là mua những cái loa Sony, những cái loa Samsung, bốn cái loa center nè, rồi loa surround nè, rồi loa phong mọi người để phía trước hết, là cái đó là mọi người đã để sai. Thì thật ra mọi người mua bộ loa đó về rất là lãng phí tiền mà chúng ta không khai thác được cái tính năng thực tế mà cái bộ dàn đó. Rất là nhiều người bị mắc phải là những gia đình Vũ đi lắp rất là nhiều những cái loa cao cao của Samsung, những Sony này nọ đó, thì mọi người không biết cách bố trí, nên mọi người bố trí như vậy là để gì, chúng ta bị sai nguyên tắc. Rồi ngoài việc loa ra thì mọi người sẽ cần đến nữa, đó chính là một chiếc amply Vũ đã vừa chia sẻ. Thì amply ở đây, thì hiện tại cái amply này là Vũ, đây là phòng trải nghiệm của bên Thiên Vũ, nên Vũ chọn con amply đời nông mới nhất, đó là con X4700. Đây là có thể hỗ trợ 8K, coi được phim độ phân giải 8K, nhưng mà do chưa có phim với lại cũng chưa có màn chiếu 8K nữa, nhưng mà nói chung là cái này nó hơi dư, nhưng mà khách hàng đến Thiên Vũ có thể trải nghiệm được, thì để trải nghiệm được cái hiệu ứng của nó. Và cái này của Vũ là xài được là 11 kênh thôi mọi người ha, 13 kênh tối đa luôn, đây là con này xài tối đa luôn rồi. Ok, thì rồi đó là Vũ chia sẻ đôi điều về cái những cái hệ thống xem phim tại gia mà chúng ta cần có những thiết bị gì. Thật ra nếu mà ở nhà những diện tích nhỏ nhỏ, mọi người có thể chọn những cái bộ loa bút sale, và chúng ta cần bố trí hợp lý là, và chúng ta cần có một receiver hợp lý vừa đủ công suất, có những định dạng cần thiết mà nhu cầu chúng ta có, thì như vậy là mọi người đã có một hệ thống xem phim tại gia khá là chỉnh chu. Còn việc mà chuyên sâu hơn xíu thì bây giờ Vũ sẽ chia sẻ, đó là một định dạng mới, và đó là một định dạng này là hiện tại đang là định dạng hot nhất cũng như là được thế giới sử dụng nhiều nhất trong cái rạp phim, thì đó là định dạng Atmos. Thì Atmos là cái loa này, là cái loa ở trên để tạo ra hiệu ứng âm thanh ở phía trên đầu của chúng ta. Thì ngoài việc là ở trên đầu không, nhưng mà thật ra những định dạng, những nhà mà làm ra những định dạng phim thế này á, thì cái việc của họ mong muốn nhất là làm sao là giúp cho người nghe được bao phủ bởi loa. Thật ra mọi người có nhiều loa thì âm thanh nó càng đã, nhưng mà đang thiếu ở phía trên, nên họ làm ra cái loa Atmos là nằm phía trên, để giống như là bye bye, hay là chúng ta đang ở trong cái nhà mà ở máy tôn mà muốn mưa mà nghe, mà chúng ta nghe mưa mà nghe lóc tóc ở trên máy tôn á, ví dụ vậy. Thì đó là những cái âm thanh thật mà những người làm phim họ muốn đưa ra, để những định dạng nó muốn đưa ra cho cái người xem phim trải nghiệm đã hơn, đó gọi là Atmos. Rồi Atmos thì nó có hai dạng. Thì Atmos đa phần mọi người đang sử dụng á, là Atmos là bằng loa âm trần. Thứ Atmos 2 là chúng ta đặt trên loa speaker ha, loa hai loa phong và loa red trái phải ha. Rồi thì Phủ chia sẻ phân tích mọi người về cái âm trần. Đây là âm trần Phủ đang làm trên đây. Mọi người thấy trên đây là, đây là âm trần. Đó là loa Atmos. Thì ở đây Vũ chỉ sử dụng 2.2 thôi, thật ra của Vũ là xài 0.4 á mọi người. 7.1.4 đó, thì nó sẽ có hai loa phía sau, nhưng mà Vũ do Vũ chưa có gắn 7.1.4. Thì 0.4 thì tại sao? Thì thật ra mọi người sử dụng 7.1 thì mọi người xài 7.1.4 được. Còn nếu mọi người xài 5.1 thì mọi người nên xài 5.1.2 là vừa đủ rồi, không cần phải 4 đâu, mà nếu có 4 được thì vẫn ok thôi. Thì nhiều loa được bố trí thì cái âm thanh mà khi mà mọi người trải nghiệm nó sẽ đầy đủ hơn và nó sẽ sâu hơn đó. Còn đối với việc mà mọi người chọn loa âm trần hay loa đặt, đây có một loại loa Atmos nữa, đó là đặt kệ. Vũ lấy cho mọi người xem, đây cũng gọi là Atmos luôn nha mọi người ha. Để Vũ lấy cho mọi người xem. Thì cái loa Atmos này á, thì mọi người sẽ dành cho việc, nó cũng tính năng nó cũng giống như nhau nha mọi người, cũng là để tạo cho âm thanh ở trên trần. Đấy, Vũ sẽ có một cái review mà phân tích cho mọi người dễ hình dung nhất. Vũ sẽ không sử dụng những từ chuyên môn chuyên sâu đó, mà Vũ sẽ giải thích một cách mà dân dã, nói chung là để cho những khách hàng cũng như những người tiêu dùng mà chưa sử dụng cái này, khi mà nghe Vũ giải thích mọi người vẫn hiểu nó là cái gì. Đó, thì đây là vẫn là Atmos. Mọi người thấy tại sao nó bị dạt, bị nghiêng không? Tại vì giống như Bijafang. Thì nó giống như bia phân thôi. Thì khi mà có góc ngã thì âm thanh giống như sóng âm, thì khi mà nó đánh thẳng lên và nó sẽ dội ngược lại, đánh thẳng lên và sẽ dội ngược lại. Thì ở đây nó đặt ở này thì nó sẽ đánh lên cái trần và nó sẽ dội xuống ngay vị trí của người nghe. Đó là cũng gọi Atmos. Nhưng mà mỗi cái nó có những ưu điểm và những cái khuyết điểm khác nhau. Rồi Vũ sẽ chia sẻ cái
ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm cho những cái loa Atmos như thế này, tại sao phải chọn Atmos những cái loa đặt trên bút sale như thế này? Thật ra nó có một cái giữa cái thứ nhất á là về cái không gian của mọi người. Thì cái không gian của mọi người sử dụng á, tại vì đôi lúc bước vô nhà các bạn đã xây xong rồi, các bạn không có thể đi dây âm giống như loa âm trần, thì không có một giải pháp nào để giúp cho mọi người muốn trải nghiệm Atmos mà lại phải ông lại đục đẽo lại, phải sơn tường rồi phải làm lại thì rất là nhiều công cũng như rất là mất nhiều thời gian và bụi của nhà. Nên đây là một phương án giải pháp để giúp cho những khách hàng mà đang muốn trải nghiệm Atmos mà chúng ta có thể mà không cần phải đục mà chỉ cần cắm dây vô và có thể giấu với sâu rất là đơn giản để ở trên chiếc loa LED Bright của chúng ta, là như vậy là xong, là chúng ta có định dạng Atmos. Nhưng đó là về cái ưu điểm, đó chính là gọn, tiện lợi hả. Nhưng về trải nghiệm nha, về trải nghiệm, Vũ là người trải nghiệm thì Vũ sẽ có một đánh giá là cái trải nghiệm của Atmos này nó có điểm yếu là khi mà các bạn sử dụng cái loại loa này đặt trên á thì cái Atmos của nó hiệu ứng nó sẽ không được đẹp và nó không được rõ nét đối với so với lại loa âm trần đó, selling á, rồi loa âm trần đi, là loa âm treo trên trần thì nó âm thanh nó sẽ không có được trội hơn âm trần. Thì thật ra nếu mà nghe Atmos các bạn nghe bằng âm trần nó vẫn nổi trội hơn. Và vì sao? Tại vì nó không đi qua một cái trung gian, tại vì cái âm trần á, là từ trên trần và đi thẳng xuống tai của ta, giống như lo này đi trực tiếp từ tai của chúng ta, còn lo này nó sẽ đi trung gian qua một cái phản xạ âm của vách tường để đi xuống cái vị trí của bạn ngồi, thì đương nhiên là chất âm nó sẽ bị suy giảm, suy hao rất là nhiều. Thì đương nhiên là cái độ tinh tế, độ chi tiết của cái loa này, Atmos này so với âm trần thì nó sẽ không thể nào bằng âm trần cả. Nhưng nó là một sản phẩm rất là tốt, giải pháp cho những khách hàng mà muốn update, nâng cấp để trải nghiệm cái hệ thống âm thanh Atmos đó, và không cần phải đi dây nhợ gì nhiều, không cần phải đục đẽo gì cái căn nhà của mình. Nói chung là nó sẽ tùy vào cái không gian cũng như cái hiện trạng của cái căn phòng của các bạn mà chúng ta sử dụng. Rồi, đó là một cái chia sẻ và cái này nó sẽ có một điểm lợi nữa, Vũ xin chia sẻ mọi người luôn là khi mọi người sử dụng cái loa thế này thì sẽ phù hợp đối với những cái trần thấp nha mọi người, thấp nha. Nếu mà mọi người sử dụng cái loa này mà sử dụng cái trần cao á thì nó sẽ càng cao thì sẽ càng giảm hiệu quả đi đó nha. Thì ví dụ như mọi người không đi âm trần nữa nhưng mọi người gắn này vô cũng được, nhưng mà nếu mà để đạt hiệu quả, nếu mà vô tình cái nhà của bạn á không đi âm trần được mà muốn sử dụng Atmos mà trần lỡ cao quá thì chúng ta gắn cho có và nó chỉ tăng thêm một cái âm nào đó cho mọi người nghe thôi, chứ còn để mà có hiệu quả thì nó sẽ ưu tiên việc trần thấp. Giống như là chúng ta trần mà càng cao thì quãng đường cái loa này nó chịu rất là nhiều đó, thì khi mà đi càng xa thì có phải là mọi người càng chạy đường dài thì mọi người sẽ càng mệt không? Thì đương nhiên mệt thì chung là thở mệt mỏi nó giống như vậy, thì loa nó cũng chăng vậy, thì sóng âm nó cũng đi chăng vậy. Thì khi mà nó lên trên đó mà quãng đường quá dài thì nó sẽ bị suy giảm, và suy giảm tương đương với cái việc là nó sẽ giảm chất lượng âm thanh đến cái vị trí mà bạn ngồi nghe. Đó là việc chọn cái loa này. Ok, Vũ đã chia sẻ rất là kỹ càng cho những ai nên chọn cái loa này và cũng là ai phù hợp với cái loa này. Rồi, bây giờ tới loa âm trần. Thì Vũ xin chia sẻ mọi người về cái loa âm trần. Thì đối riêng với loa âm trần thì với những sẽ phù hợp với những khách hàng đang xây dựng, đang còn phần thô, còn DA âm được, hoặc là cái căn phòng mà mọi người có thể là dễ setup, hoặc là trần thạch cao đi nhưng mà chúng ta có một cái chỗ giấu dây á, thì lỡ mà hoàn thiện rồi chúng ta vẫn có một cái cách nào đó để chúng ta đi âm trần. Nhưng mà lỡ trường hợp mà không đi âm trần được thì phải bó tay thôi. Thì cái loa âm trần, cái điểm ưu điểm của loa âm trần chính là cái việc là trực tiếp âm thanh đến tai của người nghe, và góc phủ của loa âm trần sẽ rất phù hợp đối với những cái trần cao, cực kỳ phù hợp với những cái trần cao. Nhưng mà nếu ở trần thấp chúng ta vẫn lắp được loa âm trần, nhưng mà chúng ta sẽ phải định hướng được là vị trí ngồi và vị trí trải nghiệm phim của mình ở đâu, thì chúng ta sẽ bố trí loa âm trần để làm sao góc phủ âm thanh sóng của loa nó phải đạt đến cái tai người nghe phù hợp và đúng cái vị trí đó thì vẫn được nha. Chứ không nhất thiết là các bạn cứ chia là tỷ lệ nó 5 thì cái loa âm trần nó phải nằm ở cái số 3 là số giữa ở số 5. Thật ra nếu mà chúng ta hiểu được nguyên tắc của cái loa thì chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến ở thời điểm. Ví dụ các bạn ngồi nghe ở số 5 thì Vũ không
Vũ sẽ lấy cái loa âm trần này đặt ở vị trí số 4 và góc phụ ở vị trí với chiều cao mặc định mà dựa trên thực tế mà góc phụ nó tới, thì cái người nghe ở vị trí số 5 vẫn nghe được định dạng Atmos rất là chuẩn. Đó, đó là một cái mà Vũ chia sẻ cho mọi người. Và điểm yếu của âm trần thì nó rất là cực về, thứ nhất là về thi công nè, thứ hai là phải đi dây trước đó. Thì đó là cái việc ưu điểm, nhưng mà về nói về trải nghiệm phim thì thật ra âm trần vẫn trải nghiệm Atmos tốt hơn so với loa Atmos mà chúng ta đặt ở trên loa phone. Đó là cá nhân Vũ làm âm thanh, Vũ hiểu về cái nguyên lý của mấy cái loa này thì Vũ chia sẻ mọi người theo quan điểm của mình thôi. Nếu mà Vũ có nói sai mọi người góp ý, đó là chia sẻ cá nhân về của Vũ. Thì coi như là hôm nay là Vũ đã chia sẻ mọi người về cái những bộ dàn xem phim nó có những cái gì và định dạng âm thanh Atmos là có những gì. Thì những cái định dạng âm thanh Atmos thì khi mà mọi người trải nghiệm phim á thì nó giúp cái bộ phim nó sống động hơn và mọi người ở cái môi trường nó rất là thật, cực kỳ thật luôn. Vì nó càng nhiều loa thì sẽ càng rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nhiều loa quá không được, giống như các bạn thấy không, thật ra như rạp phim á gắn tới vài chục cái loa lận. Nhưng mà thật ra về cái định dạng nó cũng chỉ có vài cái thôi, tại vì nó đánh linh với nhau thôi, nó ra cùng nhiều thời điểm để nó bao phủ góc phủ, nó tạo ra được nhiều người. Nên thật ra nếu mà những khách hàng mà đã trải nghiệm phim nhiều á thì những cái bộ dàn xem phim tại gia có hiệu ứng âm thanh tốt hơn rạp. Tại vì tại sao không phải tốt hơn, không phải là đồ chúng ta rẻ hơn mà lại nó tốt hơn, mà tốt hơn ở cái điểm là vì ở tại gia khách hàng được quyền chọn vị trí ngồi ra hiệu ứng âm thanh tốt nhất. Còn đối khi mà chúng ta đi xem rạp phim thì các bạn ngồi ghế bên hông này, lúc các bạn ngồi ghế bên hông này, đâu phải lúc nào chúng ta ngồi được ngay cái tim âm thanh tốt nhất của trong một cái rạp đâu. Đó là một lý do là điểm tại sao Vũ hay luôn nghĩ là phim tại những bộ phim tại gia luôn hay hơn so với những bộ phim ở rạp là vậy. Vì mọi người được điểm lợi là chọn được vị trí mình ngồi tốt nhất và hiệu ứng âm thanh nó ra đã nhất. Ok, như vậy là tổng quan từ đầu đến cuối video này là Vũ đã chia sẻ cho khách hàng một cái nhận định về cái hệ thống xem phim rất là chi tiết, cũng khá là đầy đủ, và review cho mọi người một cách rất là dễ dãi nhất. Vũ mong cái video này Vũ sẽ cho rất là nhiều khách hàng hiểu được hệ thống xem phim nó sẽ có những gì và những cái định dạng như thế này chúng ta sẽ chọn cái gì. Và thật ra thì rất là nhiều gói giải pháp cũng như là những bộ dàn xem phim không những thiết là phải như là bộ như Vũ đây phải 100 mấy 200, mọi người có thể chọn những cái bộ xem phim ví dụ là khoảng tầm 10 mấy triệu nè, nó đã có tích hợp sẵn âm ly nè, hoặc là chúng ta cao hơn thì chúng ta có thể chọn những cái giải pháp bộ xem phim mà khoảng đâu đó khoảng tầm 25 triệu, chúng ta vẫn có một cái bộ xem phim chuẩn 5.1 và ra hiệu ứng âm thanh rồi, và mọi người có thể xem phim online rất là tốt. Vì bây giờ là xem phim trên online đã hỗ trợ rất là nhiều định dạng cho mọi người rồi, thì mọi người không cần phải đi chép ổ cứng giống như ngày xưa nữa, mà mọi người có thể xem online thoải mái và có rất nhiều định dạng cho mọi người xem. Nó khác với ngày xưa là phải đi chép ổ cứng rồi đem về, phải đi chép ổ cứng rất là mất thời gian, và hầu như những khách hàng ở thời điểm những năm trước thì mọi người phải tốn thời gian quá nhiều để cái việc mình đi chép phim, và hầu như là mua bộ xem phim xong để năm coi được có 2-3 lần. Nhưng mà bây giờ thì khác, thì bây giờ những bộ xem phim mọi người xem phim online và hỗ trợ rất là nhiều định dạng, có 4K nè, rồi có 5.1, có những cái định dạng mới nè. Thì mọi người xem online thì Vũ tin là trong thời điểm này những bộ dàn xem phim sẽ giúp cho mọi người trải nghiệm thoải mái hơn, đỡ tốn thời gian hơn, và về đi làm về play là coi mà không cần phải chuẩn bị phim, không cần phải chuẩn bị cả. Đó là một video mà Vũ chia sẻ cho mọi người trong cái lĩnh vực phòng phim tại gia ở thời điểm hiện nay. Ok, về phòng phim đó thì giá nó rất là nhiều, thì nó có rất là nhiều gói từ 20 cho đến 100 mấy 200 mấy 300, rất là nhiều. Còn phòng phim mà đạt 500 700 thì nó sẽ tốn về máy chiếu, thì giống như Vũ đang sử dụng trên đây còn là con máy chiếu đây, thì nó sẽ tốn về máy chiếu nè, rồi nó tốn về màn chiếu. Còn đối với gia đình thì mọi người chỉ cần sử dụng một cái tivi và nghe, quan trọng thật ra gia đình mà chúng ta chỉ cần nghe được cái hiệu ứng âm thanh thôi là mọi người cũng đã thấy nó đã lắm rồi. Nó có súp, nó nghe nó ha, nghe cái bộ phim nó có hồn, nó cảm giác nó sinh động hơn đó. Nếu mà video này Vũ làm hay thì mọi người đừng quên ủng hộ cho Vũ một like để Vũ sẽ tập hợp nhiều kiến thức hơn, rồi Vũ sẽ làm cho mọi người một cái review đó dân dã. Và những khách hàng, những bạn đang theo dõi kênh của Thiên Vũ mà ai chưa sử dụng bao giờ thì sau khi xem cái video này sẽ hiểu hơn và sẽ đầu tư cho mình một bộ xem phim để chúng ta có thể
trải nghiệm những cái cảm giác mà khi mà chúng ta trải nghiệm một bộ phim. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Đừng quên bấm like cho Vũ và ủng hộ cho bên Thiên Vũ nha. Xin chào, bye bye.